Hello, welcome back to Night Chat Among. Chúng ta đã vào game. Chả có cái gì thế này. Sửa điện đi. Tối quá. Mình đã sửa được. Tối quá. À. Vãi trưởng, câu này ôi kích tôi chưa rồi. Nhầm hàng rồi. Giờ đó chính là ổ điện này, mình đi xuyên qua luôn này. Hết rồi. Ồ đây đây đây. Download này. Xong nó ta. Chơi màn 12. Tuyệt vời. Điều hướng này cẩn thận tí. Chết nữa thì chết nữa thì game hả? Ồ, như là sang rep vào phò. Ok, chúng ta đã bằng game.
ăn một viên đạn vào mồm rồi. Sang mạng 73 nhá. Ui, cái mạng này khó đấy. Chơi game bóng đỏ này phải nói là rất là cẩn thận luôn. Wow. May mắn là chúng ta chỉ ăn dính một cái viên đạn này thôi. Chắc chắn qua rồi. Có qua không? Đây là một game đồ họa vô cùng tuyệt vời, đẹp ngất ngây. Ủa sao chơi lắm rồi. Mình đang ở màn 43 hay sao với cái nhìn như thế. Một màn khó dã man con ngàn. Nguy hiểm thật đấy. Không phải răng vừa đâu, chúng ta rơi xuống những cái vùng acid này là chơi lại ngay. Tôi lần này sẽ chơi một cách từ từ, không chơi gọi là mạo hiểm nữa. Lên. Đó. Chúng ta sẽ bật chế độ nghiêm túc. Chơi loáng ngoáng cái màn này thôi ngay. Ổn thổi mình kìa. Cái dòng hơi nước trong game này bắt đầu thổi ấy. Đó, nó thổi. Ồ, chúng ta đập được nhiều thứ nhưng không đập được một trái tim nào cả. Chúng ta chỉ còn một trái tim để hồi sinh thôi. Ồ, rồi. Ồ, cái đích kia. Yeah. Yeah, chúng ta đang trong game Subway Surfers.
Là mình đang chạy đây. Từ nãy ăn mấy phát rồi. Chúng ta sang vào đó cho lớn lên đi. Ok, lại phải chạy sao? Quên chưa xem nhiệm vụ chúng ta đã nhiệm vụ là nhảy nhảy qua chướng ngại vật này đó. I am cắt ai hiểu rồi. Ui, trời ơi, màn 305 mà sao dễ như thế này không biết. Chết nào. À lại là miếng cá này. Ui dồi, con gấu này. Gấu này bị trâu trời luôn. Chú. Trời đẹp thế. Ôi ok, không nhìn thấy gì cả.
Ok. Nó sang bên đi. Rồi 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 vừa vào mà đã ăn 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 ngay quả trường mồm. Toàn gai, có cái gai nào không? Wow, không có. À, con nhện này, con nhện này tự đâm đầu cho chết. Con nhện này.